Liên quan nghi vấn nữ giáo viên mầm non ngoại tình với người đã có gia đình ở Thái Bình gây xôn xao dư luận từ tối 18 tháng 8 năm 2022. Chiều 19 tháng 8, thông tin từ một lãnh đạo thị trấn Thanh Đê, huyện Kiến Sương thuộc tỉnh Thái Bình cho biết đã yêu cầu ban giám hiệu trường mầm non thị trấn Thanh Đê báo cáo về nghi vấn giáo viên của trường ngoại tình. Đại diện trường mầm non thị trấn Thanh Đê cho hay ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên này làm giải trình. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã tạm dừng công tác giảng dạy đối với cô tập trung viết tường trình. Sau khi nhà trường có báo cáo về sự việc, đơn vị sẽ báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện xem xét mức độ vi phạm nếu có để đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể. Từ tối 18 tháng 8, mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại đoạn chat trên Zalo giữa một người được cho là nữ giáo viên đã có gia đình, hiện đang công tác tại trường mầm non Thanh Đê với một người đàn ông cũng đã có gia đình. Nội dung đoạn chat khiến cư dân mạng dậy sóng bởi nhân vật nữ gửi hình ảnh nhạy cảm và gợi ý những món ăn như lòng xào dưa chứa nhiều chất đạm cho người tình để có thể nâng cao cuộc vui giữa hai người. Bài viết sau đó được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hầu hết các bình luận đều không chấp nhận chuyện ngoại tình, đặc biệt khi nhân vật nữ lại là một giáo viên.